Dạ các bạn, ngày hôm nay nhà mình không có nấu cơm, các bạn mình đi mua cơm ngoài về ăn cho nó nhanh gọn lẹ các bạn. Giờ mình với chị mình sẽ đi mua cơm các bạn. Đây thì đường phố ở quận 4 mình vẫn còn cách ly, vẫn còn gào các bạn. Gào lên rồi. Thôi đó vẫn còn gào nha. Mình Covid ở quận 4 với quận 12 còn rất cao. Giờ mình chị bé mình đang đi lại tiệm cơm mua, cũng gần chỗ làm thôi nha. Đường trong khu cách ly đây cũng còn vắng mà, nên gào hết trơn, ít có ai đi lại. Cái cửa hàng shop đồ quần áo gì thì vẫn còn đóng cửa, chưa được mở cửa nha. Đầu tháng mới được mở cửa các bạn. Dự kiến thôi chứ chưa biết là tới tháng 10 có mở cửa hay không. Rồi mình tới tiệm cơm nha. Chị ơi, con làm em 4 hộp sườn bì nhưng mà sườn mỡ. 2 sườn chả, lấy sườn mỡ. Có sườn mỡ. 2 sườn chả lấy sườn mỡ với gì nữa? Với 1 sườn bì. Đó luôn đi. 2 sườn bì. Rồi chị làm đi, chút em quay lại lấy nha. Dạ. Dạ. Lấy sườn thôi. Chị làm chừng 15 phút là lấy nha. Rồi sáng đi mua cơm mình đi dạo vòng luôn. Tao đi này nè. Đi này dạo quá nè. Sao cái xe lúc nào cũng đậu đó ta. Bên đầu kia lúc nào cũng gào, đây gào tôi lúng chưa các bạn. Tự nhiên ngõ đường hẻm nào cũng gào hết. Ai biết chắc vậy. Đi con. Giải luôn đúng không? 353 đúng không? Chắc là bên đó mai táng ngồi đó. Ok. Như ra đường cái đường 41 cũng phải đi vòng đường hết á. Đi thẳng vô đường hẻm đi tắt kìa, chứ mình đâu có đường. Đi xuống đây nó gào luôn rồi. Đường này nó quẹo lên nó gào luôn. Đâu ơi, đây nè. Đây đường xuống đường 41 cũng gào luôn các bạn. Gào gai còn gào gai nha. Ở trên đường Tân Vĩnh trên đây thì nó có lập chốt. Lập chốt lúc bên đó đó. Tình hình dịch ở trên Sài Gòn rồi còn rất phức tạp, chứ giống như các tỉnh miền Tây. Các tỉnh miền Tây giờ thì nó giảm chỉ thị xuống cho người dân được đi ra đường. Chợ vẫn còn bán, vẫn bán được. Buồn quá ha, chưa nhà mình thành phố. Vắng vẻ trời dưới quê vậy. Vắng gì gan chứ. Sài Gòn thời đông đúc gì dịch cái tiêu hết rồi. Nhà nào ở nhà đó. Rồi giờ mình đang đợi lấy cơm các bạn. Sài Gòn giờ cũng ít tiệm mở bán mang về đó rồi, chỉ có xe buýt thôi, chỉ có vài ba chỗ. Tại vì mở bán mà hai ngày Tết lần, hai ngày Tết lần, người dân cũng ngại tốn tiền Tết. Nóng cài hết. Tây tiệm cơm này nằm ở quận 4 nữa các bạn. Chung cư Tân Vĩnh đường 45, phường 6, quận 4 này. Chỉ cho bán đồ ăn mang về thôi, còn tất cả cửa hàng shop khác thì nó chưa có mở cửa hết nha các bạn. Đóng cửa hết. Bây
dài đóng cửa chứ không có chỗ nào mở cửa. Rồi giờ mua cơm xong mình đi về nha. Quan trọng đây. Không đi vòng nữa. Ở Sài Gòn đi dạo bạn nhớ cẩn thận nha. Còn là bơm miền đồ đạn của mấy con chó không á. Người dân không được ra đường chứ mấy con nó là nó đi thoải mái hết trơn à. Không ai bắt bớ gì nữa hết. Người đi gãy hỏi phá đi rồi. Ừ, mình đi có cái vòng ra. Đó là nó vòng ra đó. Các ngõ ngách đường hẻm ở Sài Gòn nó gào trắng hết rồi các bạn. Gào ra đường chính hết rồi, chỉ còn mấy cái đường phụ trong đường hẻm thì đi được. Đường này mình đi tắt đường ngõ sau về. Mày nó phải chứ. Đầy hết á. Chú xuống là gì vậy? Rồi mình đã về tới chỗ nhà các bạn. Rồi cơm mình đã về xong các bạn, giờ mình ăn nha. Cho một xíu. Dịch mắc quá, đâu cho nhiều đâu. Rồi mời các bạn gửi mình nha. Like, share và đừng quên đăng ký kênh mình nha. Giờ mình xin nói bye tạm biệt các bạn nha. Bye bye.